10 năm 2006, một chuyến hành hương đã được tổ chức từ Sydney đưa Phật tử Việt Nam về Bandanoon để viếng thăm tu viện St. Forest Monastery. Đây một năm vào ngày 25 tháng 11 năm 2005, một buổi tiệc chay gây quỹ nhằm góp phần công đức kiến tạo ngôi thiền đường trong thạch động của tu viện Senti để thực hiện. Và cộng đồng Phật tử Việt Nam đã góp phần công đức rất tích cực. Sau đó, công trình kiến tạo thạch động đã được khởi công. Và bây giờ, sắp sửa tròn một năm trôi qua, cộng đồng Phật tử Việt Nam đã có cơ hội tổ chức một chuyến hành hương viếng thăm tu viện Senti. Trụ trì tu viện Sư Achan Sujato đang nở một nụ cười hân hoan để chào đón Phật tử Việt Nam trong ngày nắng đẹp của tu viện để chào đón toàn thể quý Phật tử. Nghĩa cử cung kính lễ bái chư sư là một trong những truyền thống đặc biệt của Phật giáo nói chung và đối với phong cách của người Phật tử Việt Nam nói riêng. Và tất cả đã thể hiện lên một nỗi niềm hân hoan một ngày tịnh lặng cho chuyến viếng thăm tu viện Senti. Qua ống kính và đạo hữu thời quản, chúng ta ghi nhận thấy một số hình ảnh đặc biệt của một số dụng cụ của chư sư, gồm có bình bát và toàn tự. Ban Thế Achan Sujato đã dẫn đầu cho đoàn hành hương bằng những bước chân dõng dạc và khoan thai trong chánh niệm để đưa đoàn Phật tử đi từ chánh điện của tu viện vào sâu trong lòng núi, từ chánh điện để đến ngôi thiền động vào khoảng hơn một cây số đường bộ. Doing a little bit of meditation. Okay, we come here to the meditation cave. So let's just sit very quietly for the next 15 minutes, just watching our breath. Tất cả mọi Phật tử đã được Sư Achan Sujato mời vào trong lòng của thiền động, được ngồi trong thiền động với 15 phút tĩnh tọa. Mọi người đã tìm thấy một cảm xúc an lạc thực sự tràn đầy trong một công trình rất hiếm quý của tu viện Senti nơi đây, với sự góp phần công đức của Phật tử Việt Nam chúng ta đã bày tỏ lòng biết ơn Tam Bảo và bày tỏ sự biết ơn đối với sự cưu mang của nước Úc đã cho chúng ta đời sống tự do no ấm nơi đây. Đứng trước cửa hàng, mọi Phật tử được chụp hình lưu niệm với sư trụ trì. Một tấm bản đồng cũng đã ghi nhận sự đóng góp phần công đức của Phật tử và cũng như các tự viện, lưu lại làm một tài liệu lịch sử cho sự hình thành của thiền đường. Rồi
hang động chính tức là thiền động Senti. Phật tử đã được sư Sujato đích thân đưa đến viếng thăm một hang động cá nhân. Nơi đây cũng là một thiền động của các vị sư tu tập. Đường xuống núi tuy gặp gành treo leo, nhưng các cụ già, thanh niên, em bé đều lần lượt nắm tay nhau dìu dắt để đi đến thăm viếng trực tiếp từng những nơi tu tập, một tỉnh thất và cũng như một chiếc hang rất thô sơ cũng đã được dùng nơi cư ngụ tu tập của các sư ở trong tu viện. Phật tử đang lắng nghe Sư Payawacha để giải thích bằng một bài cấu trúc của bố cục của rừng nơi đây. Chiếc gậy cầm tay và từng bước chân dõng mạnh để đem hết tất cả tấm lòng thành viếng thăm tu viện. Theo thầy lên đỉnh non xa, sau lưng các bụi nhạt nhòa áo mây, ai soi sáng nhật nguyệt này cho con tĩnh lặng vơi đầy chán trăng. Những nụ cười hân hoan của đoàn Phật tử hành hương đến thăm tu viện Senti đã hòa chung với lời nguyện cầu của chư sư. Không, mấy bác đứng hết nè, mấy bác đứng à. Tất cả những máy quay phim, những tấm ảnh được chụp lưu niệm với chư sư tại đây, đoàn hành hương vô cùng vui sướng. Nụ cười của các cô, các bác, các ông bà, các anh chị và các em đã thể hiện lên một niềm vui trọn vẹn trong một ngày an lạc nơi vùng núi đồi và tu viện Senti.